đừng có để lại cho đời. Để lại cho đời một phần nhỏ nhoi nha. Anh đừng, anh để hồi đó, lẹ ra đi Ngọc ơi, Ngọc hết rồi. Nước luôn đi anh. Tôi nuốt nước miếng hoài ta. À, trời ơi, một nhát một. Từ từ nha Vinh. Dạ. Nhả ra xíu đi. Dạ dạ. Nhả ra dạ. Đi nhả thằng xíu. Dạ. Thằng xíu đi. Dạ. Thằng xíu đi. Nước miếng. Cho đám áo tan. Bạn ăn kem nước miếng em nhớ hại cứ nhớ. Mến, trong lúc chúng tôi đang ghi hình thì ngoài trời đang mưa rơi. Ở đây có mì ly. Ra ngoài cái bậc thềm ngồi mưa ướt ăn mì thì còn nói gì nữa. Sao thảm thế anh? Khổ khổ vậy anh thiệt. Vậy nó mới nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Đúng rồi. Trò chơi này có tên gọi là ăn khỏe mau lớn. Chúng ta sẽ được quyền chọn đối thủ. Bên nào ăn trước thì chiến thắng. Đội nào trước nhiều lần chiến thắng. Vậy thôi. Ở đây có 4 món. Có nghĩa là sẽ dư một món để cho các bạn lựa chọn cho nó thư thả. Anh lại anh đâu? Anh chọn em rồi đó. Anh chọn em hả? Rồi. Anh chọn em rồi đó. Rồi. Em chọn anh Vinh. Em dám chọn anh sao? Yeah. Tại vì Lan Ngọc đang muốn ăn bánh chưng. Em muốn ăn dưa hấu. Anh muốn phục thù lúc nãy. Muốn ăn cái gì? Anh bánh chưng. Không em, không anh. Anh bánh chưng, anh chọn bánh chưng hả? Ta chọn bánh chưng ngược kỳ quá. Quánh tô xì. Bây giờ vậy nè. Thắng người đó có quyền chọn. Đúng rồi, cứ chọn cặp đi. Ai quánh tô xì thắng thì được chọn món. Chứ em chưa có tóc bên kia là em chọn. Mời quánh tô xì luôn. 3, 2, 1, vô. Em chọn dưa hấu. Rồi. 3, 2, 1, vô. Không cần đẹp nha anh ơi. Không cần đẹp nha anh, không cần đẹp nha anh. Cố lên anh ơi, cạp hết cho em anh ơi. Trời ơi, trời ơi. Em giỡn với Ngân của anh hả? Trời ơi, khủng khiếp. Trời ơi, ông Diễn quan gần hết rồi. Trời ơi, nhanh lên anh Diễn ơi. Sao? Ngân ơi. Trời ơi, giỏi quá. Chưa. Ăn chưa thấy cái màu trắng luôn mới được. Dừng lại. Ăn đi Ngân. Sao? Hết rồi. Rồi. Ôi quá hay. Cái gì? Cái gì? À, vậy thôi. Hết quay rồi. Đang quay đó. Trời ơi. Như vậy là vừa rồi khác biệt là ăn rất nhanh và cái phần đỏ hết trước của Thúy Ngân. Cho nên là Việt đã chiến thắng. Tỷ số hiện tại là 1-0 lượt đầu tiên. Tiếp theo Lan Ngọc bước vô. Tại sao anh Luật lại trách né tôi? Em tôi không thích đụng em. Không, chị anh... lại vô với Luật đi. Dạ tôi em với anh đi. Dạ em với là Vinh. Không em tôi với Vinh đi. Ăn sao tôi không, với Ngọc. Em với anh Vinh. Em không có quyền lựa chọn mà. Đúng. Tại sao không quyền lựa chọn? Bên kia chọn rồi, bên đội em chọn rồi. Đúng. Đội em thắng mà. Tôi xì. Là sao tôi xì? Nếu em thắng là em chơi với anh Vinh. Còn anh Luật thắng anh Luật chơi với em. Đúng. Quyết tâm nha anh ấy. Em đã thua, em đã thua Tiến Lực. Có nghĩa là em phải chơi Tiến Lực. Dạ. Và em không được chọn món, mời Tiến Lực. Mì dành cho em. Con gái thích nhất là bánh chưng. Mẹ bánh chưng là sẽ mặn nhanh lắm. Cái nào với em nó cũng khó, tại vì em không thích ăn uống lắm. Mì dành cho em hả? Dạ. Được. Tôi ăn mì. Đang còn nóng. Quy định là ăn hết cái và hấp một nửa nước. Nóng lắm á. Từ từ quá. Từ từ nha, phỏng mở nha. Ê, đi qua đây ăn có gió nè. Qua đây nha. Bên này ăn có gió hả? Làm một đũa hết luôn đi anh ấy. Ngon quá cho xin miếng rồi. Thổi 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 phụ. Ngon quá. Ê, thổi dạ. Thổi dùm thôi. Dạ ăn dùm kìa. Thổi giang. Dùm ơi. Thổi quá, thổi dùm thôi. Không mà thơm thiệt á. Ngon. Rất thơm luôn á. Hồi nãy ăn dưa hấu là Thúy Ngân có gọi là để lại cho đời một phần nhỏ nhoi nha. Thổi dùm thôi. Các bạn ăn mì gói đừng có để lại cho đời. Để lại cho đời một phần nhỏ nhoi nha. Anh lần anh để một cái hết. Ê, nữa. Dạ ăn kìa. Dạ ăn kìa, ăn kìa. Chúng ta tưởng tượng cái dưa hấu nó ra thì cái bầu cũng xinh. Cọng mì gói mà anh đi nó được lửa mũi kỳ lắm nha. Cái cọng mì gói nó chảy được lửa mũi kỳ lắm nha. Gán lên anh, sắp được rồi đó, sắp hết rồi đó. Rút kìa. Ê, cái gì vậy ăn kìa. Em ra em coi máy móc như thế nào. Anh có im ổn không à. Ngồi hả? Ngồi hả? Ngồi đó, lẹ ra đi rồi. Ngọc ơi, Ngọc hết rồi. Nước luôn đi anh. Tôi nuốt nước miếng hoài ta. Ờ, đang đói luôn á. Ngồi đi, thổi nước đi anh. Rồi, không cần nói nữa, chiến thắng thuộc về Tiến Lực. Trời ơi, phải không vậy? Hay quá anh rồi. Có gì vậy mà cũng thua nữa, ăn hết luôn.
hết nước luôn. Ngon rồi quá. Cặp cuối cùng Trương Thế Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Húp hết rồi. Cái nước mì còn lại. Ăn cái đó xong rồi quất cái bình chân gì nữa ngon. Ừ, ăn nhiều người ta làm chi cho thôi. Đúng vậy, bây giờ ta phân tích nè, còn hai món là bánh chưng và kem. Nhưng Trương Thế Vinh đang bị viêm thanh quản luôn. Mà thanh quản là rất cần cho ca sĩ. Nên chắc chắn, à, bánh chưng cần cho nghệ sĩ hài. À, em thích mỡ á, bên này mỡ ngon. Cấp em luôn. Được chưa? Dạ. Bánh chưng này nó có một trường hợp đã từng xảy ra. Là nếu mắt... nuốt quá nhanh là thở không được. Nghẹt họng á. Tôi đã từng bị rồi. 3, 2, 1, vô. Trời ơi, một nhát một. Từ từ nha Vinh. Dạ. Yeah. Ba này. Hấp miếng nước. Lần kỹ dữ lắm nha. Hấp miếng nước, hấp miếng nước. Không, không, không. Hả? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Hấp miếng nước cho dễ nuốt. Từ từ. Uống tiên. Anh cần uống miếng nước không? Cho anh miếng nước luôn đi anh. Cho anh miếng nước đi. Dạ, ui, tặng rồi em ơi. Ăn hết được tính là sau khi nay, nhai mà nuốt xong nha. Hấp miếng nước đi. Nước thôi chị. Uống từ từ. Ghê quá. Nhả ra xíu đi. Dạ dạ. Ghê quá dạ. Nhả ra xíu đi. Nhả ra xíu đi. Nhả ra xíu đi. Nhả ra xíu đi. Thôi ăn luôn đi. Không, ơi, hấp đi. Chưa tính đâu. Hấp đi. Nhanh lên. Xong. 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 Không có, không có. Không có, uống nước á. Tôi để kiểm tra đi, uống nước mà. Không có. Lâm Vĩ Dạ thắng Trương Thế Vinh. Giả người ta nghĩ thộn vô nhiều là mình sẽ nuốt nhanh đâu được. Mình sẽ nhai từ từ thì nuốt nhanh hơn. Sẽ nhẹ, sẽ nhẹ. Đúng rồi. Sẽ nhẹ, sẽ nhẹ. Trời ơi, trời. Sẽ nhẹ thế gì chị? Nghệ sĩ mà sẽ nhẹ, sẽ nhẹ. Bên mình thắng hai lượt. Trò chơi này mình thắng. Tỷ số hiện tại là 2-1. Yeah. Vòng tiếp theo. Em Thúy Ngân. Em Thúy Ngân. Em Thúy Ngân. Không, không, không. Mời, mời, mời. Chơi, vô, chơi, vô, chơi. Chơi, chơi, chơi. Từ từ, từ từ. Làm sao làm chứ? Làm sao từ từ. Cố lên, cố lên. Làm từ từ thôi. Cố lên, cố lên. Anh Việt, anh ở ngoài Hà Nội. Nếu chịu thua dưới tay. Nếu đồng ý em hút mì. Nếu đồng ý em hút mì. Cho đám áo tan. Đợi ăn kem em hút mì em nhớ hả? Kinh lắm. Nhả rồi, nhả rồi. Đồng ý thua giơ tay. Hấp dẫn lại, đồng ý thua hay không? Đồng ý thua hay không? Không thua. Còn lâu đi. Lắm. Mời cô em về chỗ à, anh quậy quậy thôi. Đồng ý, đồng ý thua. Thua. Thôi, thua chưa? Không nghe. Như vậy là đội chúng ta thua chung cuộc. Ê, rắn luôn á. Lạnh lắm em. Cho em không đổ nước mì vô, em quậy lên thì em đó, uống. Gặp em là em ăn gì đó. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.